Quan Âm Phật Ta Bà dạo khắp tìm nàng tai cứu cấp sanh linh. Ấy là lục độ trao mình ra ân bố thí dẹp tình phân chia. Tam tạng kinh dạy cả hết lục trần phá tan xiềng xích ái ân. Lo câu lục tự chuyên cần độ ta, đạo cảm ứng Phật ta dung hợp. Nghĩa dung thông chỉ một không hai, bóng hình hình bóng là ai trăng trong nước tình không hai bóng lòng. Trên liên tỏa chính tầng hé nở tấm lòng thành một thuở hóa sanh. Sanh làm Phật, Phật độ sanh nhành dương nước tình anh linh độ đời. Phật Di Đà là người phàm tục, Đức Thích Ca vốn bậc vương gia. Quan Âm cũng chỉ người ta thế chi vốn là một kẻ đầu thai. Phật hiền thanh không ai thoát khỏi. Ở kiếp người đi đến niết bàn an tức tình, tình là an. Hiểu trong tâm trí thấy tràn hạt sen, khắp lục đạo người chén kẻ lân. Biển trầm luân mê tánh cho vui, kìa lầu các nọ cao ngôi ba hơi, kết cuộc khó thời mang theo. Gây tội ác ngặt nghèo phải thò, trách đất trời sao ở bất công. Hỡi ai ghi lấy làm lòng trao câu niệm Phật để hồng độ thân. Áo thất bảo trân châu mã não, cứu liền qua ngôi báo dành đây. Muốn ra khỏi kiếp đọa đài ráng công tu luyện có ngày quá sanh. Đừng mên tiếc nam thành thế giới, cõi diêm phù tội lỗi mê tân. Cố công tham cứu học lần Di Đà, miễn niệm chuyên cần chớ sai. Trên Phật thành độ tai qua khỏi, dưới phàm trần hết nỗi khổ luân. Ráng niệm niệm bất ly thân, sống mê thoát đặng quá thân độ đời. Ma ha bát nhã qua thời, bước lên bờ giác thành thới an nhàn. Quan Thế Âm quay thần lòng lòng, khắp thế gian đều trong danh Ngài. Chúng sanh hết thảy ai ai, khi nào gặp nạn niệm Ngài liền qua.
bởi người thế gần xa ngưỡng mộ Quan Thế Âm cứu khổ độ sanh. Nếu ai có một niệm lành hễ ngài nghe tiếng ứng danh tới liền, dù bình trọng liên miên khổ cực niệm danh ngài lập tức khỏi ngay. Bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh ngài cùng qua. Vô lượng kiếp ta bà thế giới, ngài giáng sanh xuống cõi dương gian. Hóa thân công chúa đoan trang, diệu trang vương ngự ngai vàng vua cha. Diệu thanh ấy chính là chỉ cả, sao cùng tu chứng quả văn thù. Diệu âm chỉ thư cùng tu phổ hiền, chứng thánh đền bù công lao. Trọn một nhà được vào cảnh Phật, lòng từ bi chân chất đáng ghi. Tuổi nhỏ tri cả ai bị dốc lòng mổ đạo quyết thì đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ, mong công thành cứu độ chúng sanh. Thời kỳ trai giới tu hành, tại đồng hương tích Bắc thành Việt Nam. Một cảnh tiên mây làm che phủ, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh. Cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ ứng danh theo hầu. Dưới bể ngọc chia nhau sớm tối, chầu hai bên không lỗi đạo thầy. Luôn luôn chân chánh thẳng ngay, hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quan Thế Âm danh là tự tài, khắp tam thiên qua lại dạo chơi. Từ bi ngài muốn độ đời, 12 đại nguyện thiệt thời cao xa. Nguyện nào cũng đều là rốt ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ tha. Biển Nam Hải núi Phổ Đà trụ, ở nơi ấy cũng là hương sơn. Trong một phẩm phổ môn thị hiền, đức Như Lai thuật chuyện khen ngài. Quay thần linh hiện không hai, tầm thinh cứu khổ chẳng nài công lao. Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ, hay cùng là tùy ý muốn chi. Ngài liền ứng hiện tức thì, tới nơi diệu dắt cấp kỳ độ cho. Hay có kẻ qua đò mắt nàng, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường.
chí thành đốt nén tâm hương, vừa niệm danh hiệu tái ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy Đức Như Lai truyền dạy chẳng sai. Chúng ta chớ có quản nài, một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho. Trong khổ hải đò từ vấn đời, vớt chúng sanh đưa tới lạc ban. Chính từng sen báu đài vàng, Di Đà Thọ ký rõ ràng thành thơi. Từ bi cứu khổ độ đời, tầm thinh giải nạn đến nơi an lành. Nam mô tầm thinh cứu khổ đại bi, Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô 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 Quan Thế
Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. 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 Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Sám tu là cội phúc, chữ rằng công đức vô lượng, thập phương chư Phật thường thường độ sanh. Ai ơi gắng chí tu hành, để mau đến bậc vô sanh mà nhờ. Người đời sớm biết tri cơ, gương lù vì bụi trắng mờ vì mây. Chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy chẳng tày tu tâm. Đường mê xin chớ bước lầm, não phiền cũng bởi thân tâm của mình.
chớ nên hại vật sát sanh, tu nhân tích đức mới thành phẩm cao. Cuộc đời như giấc chim bao, công danh phú quý khác nào lửa diêm. Phật tiên xưa cùng người phàm, tình thời làm Phật mê làm chúng sanh. Nhớ xưa Vương Khải Thạch sùng, dẫu cho ngàn tử muôn chung một thời. Của đời trả lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đặng chăng. Đổi thay máy tạo không ngừng, bức tranh dân cầu mấy tầng xa xa. Khuyên đừng trách lần trời già, đau đầu thiện ác chánh tà khác nhau. Quả nhân chẳng trước thời sau, gầm cơn bao ứng chậm mau mấy hồi. Người đời nghĩ đó mà coi, vợ không toan liệu sao rồi làm sao. Khuyên đừng nại chút công lao, nhắm chừng bờ giác tâm vào tận nơi. Tâm mình vốn đã sẵn rồi, ở trong mình có hả ngoài đâu xa. Trừ nghiệp chướng giải oan gia, trì trai niệm Phật ấy là công phu. Tháng ngày thâm thoát phù du, bóng qua cửa sổ dễ hầu trở lui. Thiện căn trước đã tại bồi, đèn khêu mới sáng ngọc dồi mới sinh. Tránh dòng lục dục thất tình, ấy là khỏi lưới vô minh vướng nhầm. Rõ ràng phước tội tại tâm mình, làm mình chịu không lầm mãi mãi. Mẫu tham tràn khắp xưa nay, lời danh biết mấy cho đầy lòng ai. Chớ ham chen lấn đua bơi, cũng đừng ý sức cậy tài là xong. Dương trần biết mến trăng trong, người xa vào chốn bụi hồng làm chi. Hãy theo chân lý mà suy xét, cho thấu đáo vô vi đạo thường. Hành sớm tối lo lường, đừng ham những cảnh vô thường thế gian. Cho hay hoa nở cũng tàn pháo, mà kêu lớn càng tan xác nhiều. Chỉ bằng tìm chúng tiêu diêu, nương theo cõi Phật khỏi điều thị phi. Dịnh lòng hai chữ từ bi, sớm trừ vọng niệm hiếu kỳ tự sanh. A-di-đà Phật chứng minh, chỉ tâm quy mãn phù sanh chẳng cầu. Căn lành phước
huệ trầm sâu rõ thông, mùi đạo nhiễm màu lắm thay. Hoa sen thượng phẩm cao dày, Tây phương tịnh độ định ngày vãng sanh. Ai ơi gắng chí tu hành, cho mau kết quả quốc thành thần hoa. Chúng con phát nguyện thiết tha, cầu về cực lạc Di Đà phóng quang. Phung kinh công đức thù thân hành, vô biên thân phước dài hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh. Tóc vàng vô lượng quang Phật sát, nguyện tiêu tam chứng trừ phiền não. Nguyện đắc trí huệ chân minh liệu, phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ. Thế thế thượng hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung. Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Bất thối Bồ Tát vi bản lữ, nguyện dị thử công đức phổ cập mư nhất thiết. Ngã đắng giữ chúng sanh, giải cổng thành Phật đạo. Nam mô tầm thinh cứu khổ đại từ đại bi linh, cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát tác đại chứng minh phục nguyện. Quán Âm thị hiện thuyết pháp độ sanh, lâm nạn xưng danh tầm thinh cứu khổ. Tư thời hiện tiền đệ tử thành tâm, phúng tùng phổ môn phẩm công đức tôn kinh. Cập trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nguyện đức Quán Thế Âm Bồ Tát thùy tự gia hộ phổ độ đẳng đẳng chư Phật tử, tội diệt phước sanh thiện căn tăng trường. Trí tánh thường minh bát nhã hoa khai, đạo tâm bất thôi. Cập gia hộ thân trung tráng kiện, mạng vị bình an tật bệnh tiêu trừ, thường quách kiết tường diễn ly khổ ách. Kinh ký cửa quyền thất tổ cộng, siêu sanh bát nạn tam đồ câu mong dài khổ. Phổ nguyện ân sư quân dục phụ mẫu, sanh thành đàn na tinh thí tăng ích phước điền. Nguyện pháp giới nhân thiên đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Từ quy y Phật đương nguyện chúng mà sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Từ quy y pháp đương nguyện chúng mà sanh
thâm nhập kinh tàng trí huệ như hải. Từ quý y tăng đường nguyện chúng mà sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Sám Quan Âm cơn sóng gió nổi trôi chiếc bách một mình ta vừa lách vừa bơi chơi vơi mấy độ chơi vơi vào trong sáu nẻo ra nơi bốn đường. Này Phật tử lục phương tế độ dùng sắc thân giải dỗ người mê ấy là do thổi mây về nước cháo sống dậy tư bề một phen đạo cao cả tập rèn diệu lý nước hương thơm miều mỹ tòa son ví như thể mẹ tìm con cảm thông ứng hiệp khai môn khắp cùng. Vì lẽ đó ta dùng quán thế bố thí này một thể ban ra thí thân nào có nại hà phải duyên ta thi để mà độ sanh. Chư Bồ Tát thường hành lục độ cơ duyên này nhiều thuở bố di hễ ai có phước duyên thì niệm tâm vừa khởi các ngài độ cho. Thưa Phật ấy nào đó nào lường biết mấy đời đã hưởng đặc ân đã đành là sự thí thân thí tài thí pháp cũng cần như nhau. Tài pháp thì còn sâu còn rộng tài cho ra chẳng mộng chẳng nương đã cho thì chớ có tường thọ thì chớ nghĩ sự thường vốn không. Lòng bác ai cố công rèn đúc dắt người lên đến bậc thăng bằng bao nhiêu cũng đủ ta hàng chăm lo hành đạo vớt thăng luân hồi. Từ
quá khứ các đời Bồ Tát chư Phật đều một loạt hóa sanh ra đời độ chúng hữu tình, diệu ra nhà lửa đến thành Pháp Vương. Nhân duyên ấy lập phương khai thì Phật tử này cô chỉ học theo thượng hành Bồ Tát ráng trèo lìa từ thấp quả lần trèo lên cao. Thỉnh văn bỏ nhập vào Bồ Tát lấy nhân duyên khai thác đạo màu. Nay câu lục độ ráng trao pháp môn chỉ có bấy nhiêu đó mà. Một thừa Phật không ba không bốn, bởi trí căn minh đồng mà ra. Tựu trung có một một là Phật, thừa Bồ Tát ráng mà hành theo. Trong kinh nói đủ chiều muôn hành, đủ sắc thân tương tánh quang minh, đủ thần thông lực tám ngành, chung quy tánh kiến tâm minh tựu thành. Bồ đề thọ vốn mình không thọ, giống hữu tình tuy có mà không. Có nhân duyên mới hiệp đồng, hiểu trong chân thể tỏ tường bồn lai. Phật tức tâm, tâm ta có Phật, tâm tức Phật, Phật ở nơi lòng. Nhẹ nhàng rửa sạch bụi hồng, trao câu mô Phật thì lòng mới nguôi. Tâm tánh ấy mau chùi cho sạch, gọi bụi trần học cách thiền gia. Từ bi độ chúng hằng xa nguy nan, cứ già ta bà lại qua. Quan âm Phật ta bà dạo khắp, tìm nạn tai cứu cấp sanh linh. Ấy là lục độ trao mình ra, ân bố thí dẹp tình phân chia. Tam tạng kinh dạy cơ hết lục trần, phá tan xiềng xích ái ân. Lo câu lục tự chuyên cần độ ta, đạo cảm ứng Phật ta dung hợp. Nghĩa dung thông chỉ một không hai, bóng hình hình bóng là ai. Trăng trong nước tình không hai bóng lòng, trên liên tỏa chính tầng hé nở. Tấm lòng thành một thuở hóa sanh, sanh làm Phật, Phật độ sanh nhành dương nước tình anh linh độ đời. Phật Di Đà là người phàm tục, Đức Thích Ca vốn bậc vương gia.
Quan Âm cũng chỉ người ta, thế chi vốn là một kẻ đầu thai. Phật hiền thanh không ai thoát khỏi, ở kiếp người đi đến niết bàn an tức tình, tình là an. Hiểu trong tâm trí thấy tràn hạt sen, khắp lục đạo người chén kẻ lân. Biển trầm luân mê tánh cho vui, kìa lầu các nọ cao ngôi ba hơi, kết cuộc khó thời mang theo. Gây tội ác ngặt nghèo phải thọ, trách đất trời sao ở bất công. Hỡi ai ghi lấy làm lòng trao câu niệm Phật để hồng độ thân. Áo thất bảo trân châu mà não, cứu liền qua ngôi báo dành đây. Muốn ra khỏi kiếp đọa đài ráng công tu luyện có ngày quá sanh. Đừng mên tiếc nam thành thế giới, cõi diêm phù tội lỗi mê tân. Cố công tham cứu học lần Di Đà, miễn niệm chuyên cần chớ sai. Trên Phật thành độ tai qua khỏi, dưới phàm trần hết nỗi khổ luân. Ráng niệm niệm bất ly thân, sống mê thoát đặng quá thân độ đời. Ma ha bát nhã qua thời, bước lên bờ giác thành thới an nhàn. Quan Thế Âm quay thần lòng lòng, khắp thế gian đều trong danh Ngài. Chúng sanh hết thảy ai ai, khi nào gặp nạn niệm Ngài liền qua. Bởi người thế gần xa ngưỡng mộ, Quan Thế Âm cứu khổ độ sanh. Nếu ai có một niệm lành, hễ Ngài nghe tiếng ứng danh tới liền. Dù bình trọng liên miên khổ cực, niệm danh Ngài lập tức khỏi ngay. Bao nhiêu tai nạn hẳn Ngài chỉ tâm niệm tới danh Ngài cùng qua. Vô lượng kiếp ta bà thế giới, Ngài giáng sanh xuống cõi dương gian. Hóa thân công chúa đoan trang, diệu trang vương ngự ngai vàng vua cha. Diệu thanh ấy chính là chỉ cả, sao cùng tu chứng quả văn thù. Diệu Âm chỉ thư cùng tu phổ hiền, chứng thánh đền bù công lao. Trọn một nhà được vào cảnh Phật,
lòng từ bi chân chất đáng ghi. Tuổi nhỏ tri cả ai bị dốc lòng mổ đạo quyết thì đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ, mong công thành cứu độ chúng sanh. Thời kỳ trai giới tu hành tại đồng hương tích Bắc thành Việt Nam. Một cành tiên mây làm che phủ, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh. Cành tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ ứng danh theo hầu. Dưới bể ngọc chia nhau sớm tối, chầu hai bên không lỗi đạo thầy. Luôn luôn chân chánh thẳng ngay, hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quan Thế Âm danh là tự tài, khắp tam thiên qua lại dạo chơi. Từ bi ngài muốn độ đời, 12 đại nguyện thiệt thời cao xa. Nguyện nào cũng đều là rốt ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ tha. Biển Nam Hải núi Phổ Đà trụ, ở nơi ấy cũng là hương sơn. Trong một phẩm phổ môn thị hiền, đức Như Lai thuật chuyện khen ngài. Quay thần linh hiện không hai, tầm thinh cứu khổ chẳng nài công lao. Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ, hay cùng là tùy ý muốn chi. Ngài liền ứng hiện tức thì, tới nơi diệu dắt cấp kỳ độ cho. Hay có kẻ qua đò mắt nàng, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường. Chí thành đốt nén tâm hương, vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, đức Như Lai truyền dạy chẳng sai. Chúng ta chớ có quản này, một lòng ngưỡng mộ câu ngài đổ cho. Trong khổ hải đò từ vấn đời, vớt chúng sanh đưa tới lạc ban. Chính từng sen báu đài vàng, Di Đà thọ ký rõ ràng thành thơi. Từ bi cứu khổ độ đời, tầm thinh giải nạn đến nơi an lành. Nam mô tầm thinh cứu khổ đại bi, Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Sám tu là cội phúc, chữ rằng công đức vô lượng, thập phương chư Phật thường thường độ sanh. Ai ơi gắng chí tu hành, để mau đến bậc vô sanh mà nhờ. Người đời sớm biết tri cơ, gương lù vì bụi trắng mờ vì mây. Chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy chẳng tày tu tâm. Đường mê sinh chớ bước lầm, não phiền cũng bởi thân tâm của mình. Chớ nên hại vật sát sanh, tu nhân tích đức mới thành phẩm cao. Cuộc đời như giấc chim bao, công danh phú quý khác nào lửa diêm. Phật tiên xưa cùng người phàm, tình thời làm Phật mê làm chúng sanh. Nhớ xưa Vương Khải Thạch Sùng, dẫu cho ngàn tử muôn chung một thời. Của đời trả lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đặng chăng. Đổi thay máy tạo không ngừng, bức tranh dân cầu mấy tầng xa xa. Khuyên đừng trách lần trời già, đau đầu thiện ác chánh tà khác nhau. Quả nhân chẳng trước thời sau, gầm cơn bao ứng chậm mau mấy hồi.
Người đời nghĩ đó mà coi, vợ không toan liệu sao rồi làm sao. Khuyên đừng nại chút công lao, nhắm chừng bờ giác tâm vào tận nơi. Tâm mình vốn đã sẵn rồi, ở trong mình có hả ngoài đâu xa. Trừ nghiệp chướng giải oan gia, trì trai niệm Phật ấy là công phu. Tháng ngày thâm thoát phù du, bóng qua cửa sổ dễ hầu trở lui. Thiện căn trước đã tại bồi, đèn khêu mới sáng ngọc dồi mới sinh. Tránh vòng lục dục thất tình, ấy là khỏi lưới vô minh vướng nhầm. Rõ ràng phước tội tại tâm mình, làm mình chịu không lầm mãi mãi. Mẫu tham tràn khắp xưa nay, lời danh biết mấy cho đầy lòng ai. Chớ ham chen lấn đua bơi, cũng đừng y sức cậy tài là xong. Dương trần biết mến trăng trong, người xa vào chốn bụi hồng làm chi. Hãy theo chân lý mà suy xét, cho thấu đáo vô vi đạo thường. Hành sớm tối lo lường, đừng ham những cảnh vô thường thế gian. Cho hay hoa nở cũng tàn pháo, mà kêu lớn càng tan xác nhiều. Chỉ bằng tìm chốn tiêu diêu, nương theo cõi Phật khỏi điều thị phi. Dịnh lòng hai chữ từ bi, sớm trừ vọng niệm hiếu kỳ tự sanh. A-di-đà Phật chứng minh, chỉ tâm quy mãn phù sanh chẳng cầu. Căn lành phước huệ trồng sâu, rõ thông mùi đạo nhiễm màu lắm thay. Hoa sen thượng phẩm cao dày, Tây phương tịnh độ định ngày vãng sanh. Ai ơi gắng chí tu hành, cho mau kết quả quốc thành thẳng qua. Chúng con phát nguyện thiết tha, cầu về cực lạc Di Đà phóng quang. Phụng kinh công đức thù thân hành, vô biên thân phước dài hồi hướng. Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tóc vàng vô lượng quang Phật sát. Nguyện tiêu tam chứng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liệu. Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ,
thế thế thượng hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung. Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Bất thối Bồ Tát vi bản lữ, nguyện dị thử công đức phổ cập mư nhất thiết. Ngã đắng giữ chúng sanh, giải cộng thành Phật đạo. Nam mô tầm thinh cứu khổ đại từ đại bi linh, cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát tác đại chứng minh phục nguyện. Quán Âm thị hiện thuyết pháp độ sanh, lâm nạn xưng danh tầm thinh cứu khổ. Tư thời hiện tiền đệ tử thành tâm phúng tùng phổ môn phẩm công đức tôn kinh. Cập trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nguyện đức Quán Thế Âm Bồ Tát thùy tự gia hộ phổ độ đẳng đẳng chư Phật tử tội diệt phước sanh thiện căn tăng trường. Trí tánh thường minh bát nhã hoa khai đạo tâm bất thôi. Cập gia hộ thân trung tráng kiện mạng vị bình an, tật bệnh tiêu trừ thường quách kiết thường diễn ly khổ ách. Kinh ký cửu quyền thất tổ cộng siêu sanh, bát nạn tam đồ câu mong dài khổ. Phổ nguyện ân sư quân dục phụ mẫu sanh, thành đàn na tinh thí tăng ích phước điền. Nguyện pháp giới nhân thiên đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Từ Phật đương nguyện chúng mà sanh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm. Từ quy y pháp đương nguyện chúng mà sanh thâm nhập kinh tàng trí huệ như hải. Từ quý tăng đường nguyện chúng mà sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Phật thương chúng không đành ngồi ngó, gọi con vào chỉ rõ nguồn cơn. Sắp ngày đáo hải di sân, do cơ di dịch tuần quân mà ra. Nhân di vật thiết tha tha thiết, khắp hoàn cầu chém giết lẫn nhau. Thấy nằm giường thể núi cao, mau trôi ngập đất khác nào nước dưng. Cảnh đói khát quỷ thần cũng khiếp, sự oán thù trời đất phải kinh.
có nhiều thứ bệnh phát sinh, lương y đều phải ngồi khoanh mà nhìn. Khổ với thảm muôn nghìn sai tới, dân khắp trong thế giới chịu chung. Lòng người càng lúc càng hung, nạn tai càng nổi khắp cùng chưa thôi. Nạn đến đổi nhà vôi nhà gạch, bị tan ra bụi cát mịt mù. Do lòng người chẳng chịu tu mới ra lắm cuộc thảm sầu đó đây. Việc đã hiện có ngay trước mắt, chớ phải đâu xa sắc khó tri. Tại người không chịu xét suy hoặc là đã hiểu ngơ đi không cần. Vậy con ráng khuyên lần chót hết, nếu không tu thì chết cũng ưng. Đành rằng nếu có xác thân dù ai cũng phải một lần chết đi. Nhưng kẻ chết hồi quy cõi Phật, còn người sau lại thoát ra ma. Hoặc là chết được ngợi ca, hoặc là chết để gần xa chê cười. Kẻ chết già người thời chết yêu, hoặc chết êm hoặc chịu chết đau. Có nhiều cách chết khác nhau, cũng nên lựa cách chết nào cho thanh. Chết hồn được siêu sanh cực lạc, chết để đời thường nhắc hiền nhân. Chết cho người nhớ công ơn, chết cho dân chúng thôn lân miếu thờ. Chết vì nước, chết cơ phổ độ, cách chết này không hổ với ai. Nhưng mà lòng Phật hiện nay muốn cho người sống lâu dài như xưa. Người muốn tuổi cũng chưa tóc bạc, thân tráng cường tri rất thông minh. Trong lòng thường được tự tin, suốt đời chẳng vướng vào mình lỗi chi. Tri được mình còn tri được kẻ, cách ở ăn rành rẽ phân minh. Vừa ngay vừa sạch tâm tình, với thần tiên cũng dám kình chẳng thua. Người chẳng có chanh chua lanh xảo, biết trung trinh hiếu thảo giả thưa. Muốn này chừng được mới vừa, con mau khuyên chúng sớm trưa tu hành. Làm nhân ai lo dành phước đức, Phật sẽ dùng diệu lực đỡ nâng. Đưa cho đến lập đời tân, đi cùng chư Phật được gần ngày đêm. Lập đời mới nhà em nước tình, không nước nào thôn tính nước nào. Cũng đồng ngôn ngữ như nhau, dễ bề thân kết ngoại giao xa gần. Khác ngôn ngữ khác phần tư tưởng, khiến biệt phân phẩm lượng khác nhau. Nước mình là nước phú hào, nước người là nước bạo báo bằng cùng. Nước lớn nhỏ sanh lòng chấp trách, khởi lên tâm lôi phách kiêu căng. Gây nên chia rẽ thủ hằn, dắt lần đến chỗ thẳng căng chiến trường. Điều này rất vô lương bất chánh, không lưu tồn đến cảnh đời tân.
Vậy con khuyên cả nhân dân, muốn cho thân được sống gần cảnh ni, phải nhất quyết bỏ đi việc quay, lo làm lành dù phải nát thân. Thác đi chứng quả Phật thần sống, thì được hướng đời tân lâu dài. Đời tân với bồng lai tương tự, không có người hung dữ gian phi. Ai ai cũng biết đạo nghề cảnh vui, người đẹp khác gì cõi tiên. Sông với tuổi muôn thiên dài dằng, người thường hay bay đặng khắp nơi. Cởi mây xuống đất lên trời, đi đâu cũng được không nơi ngại ngùng. Mày người người được thung dung tự tài, không ai buồn ai hại lẫn ai. Của rời không kẻ thò tay, nhà không đóng cửa chính ngay đời này. Dù cho kẻ ngu ngây thế mấy, nghe điều này cũng lấy làm vui. Bỏ đi cái kiếp lần rồi, ráng tu cho được gặp hồi an cư. Chớ ngồi đợi việc hư đến nước, mới toàn lo khó được toàn thay. Gặp hầm thì cứ leo cây, gặp voi thì cứ chạy quay lòng vòng. Ngồi than mãi ắt không rồi việc, nói không làm đến chết không nên. Ngày giờ mau lẹ như tên, cũng cần tu gấp chớ nên chần chờ. Nếu đợi đến vào lờ chúng quỷ, giản sự đều hữu hỷ nan phương. Khá tu chứ có xem thường, nay không liệu gấp sao đương không rồi. Vì lòng quá thương người hạ giới, Phật cản lời quấy phải cho tin. Vậy con hôm sớm khá dình, sau khi thức giấc cần tình người nghe. Tin thì tốt dù chê cũng mặc, nói từ bi cứ nhắc nhở luôn. Nói chi cũng chẳng hề buồn, miễn cho đảo mở rộng đường thì hơn. Ráng giúp khắp muôn dân hiện tại, được sống còn đến cái tân quân. Trừ người số định mang phần thiên tàu, bối số khó dần dài thêm. Kẻ nào còn dài niên kỷ màng, ráng giúp cho đổi hạn trường xuân. Bao nhiêu lời đã vừa phân, con nên in tri chớ cơn nào rời. Ta liền cúi dâng lời vàng ngọc, hẹn từ đây chi dốc tu hành. Làm cho rồi phận chim xanh, gieo điềm cho khắp dân lành gần xa. Nuôi cao lớn vẫn là mòn lờ, lòng kéo sơn không thở não rời. Làm cho tỉnh thức người đời, làm cho cửa đảo chói ngời vườn châu. Nguyện vào trận mưa dầu nắng lửa, cứu người cho đến thuở cuối cùng. Gương lành cùng Phật nếu chung, thì là mới được toại ứng lòng nguyện. Cuối xin Phật chứng minh cho trẻ, và đổ dùm khi rẽ xuống trần. Vì rằng chỉ có một thân tả xong, hữu độc lắm phần khó khăn. Có khác nào đường tăng tam tàng,
gặp yêu ma ngăn cản đẩy đường, không nhờ có Phật Tây Phương làm sao giải nạn trên đường thỉnh kinh. Vậy trước đây con xin với Phật nhận thân này làm vật cúng dường, đem về đến cõi Tây Phương làm người hầu hạ bên giường từ bi. Phật rằng đáng nên ghi tâm nguyện, Phật cùng con chẳng diễn cách nhau. Lúc nào đến những lúc nào cũng là vẫn được hiệp nhau một đường. Đây là một dây cương mã trì, thắng được con ngựa ý bất thường. Phật cho con khéo cầm cương trong khi bốn tẩu trên đường độ tha. Khi ngựa gặp phép tà cuốn gió, nhờ cương này thắng nó dễ dàng. Dù cho vượt bể đăng sang, dùng cương mã trị tất nan nơi lòng. Con khéo giữ kẻo hồng bị trộm, mất đi rồi sẽ khôn dài lâu. Khó về đến chốn kim lâu để mà cùng Phật chúng bầu hư vô. Ta liền niệm Nam Mô Tam Phật, chứng cho con lãnh vật bảo này. Trong khi dạo khắp Đông Tây, dùng cương mã trị phá khai núi rừng. Muốn đi tất nhẹ chân đi tới, muốn dừng không ngại lối trong gai. Màu thai thật rất màu thai, trong khi buồn ngủ gặp rài chiếu manh. Có phải chăng xưa dành lâm hành, nay khiến ta được lãnh cương này? Riêng ta nhẹ góp chuông mây, khắp người cũng được hưởng lấy sự màu. Bạc bài há dễ đâu mua được, vàng mười không thể chuộc cho ra. Nhiếp cầu đến hội Long Hoa, nấc thang leo tới chính tòa Kim Liên. Chúng sanh sẽ toại nguyện kỳ chót, hoặc về thần về Phật về tiên. Lành duyên thật rất lành duyên, ai nghe đến chẳng lòng liền phát tâm. Phật cất giọng thâm trầm liền bảo, được như lời ước hảo của con. Nghiệp mê sẽ được tiêu mòn, lửa bình tai khổ hết còn phát sanh. Ai cũng được hiền lành tất cả, cõi trần sớm qua ra tiên. Đâu mang ly kiếp khổ phiền, cũng không sống cuộc đạo điên lâu dài. Vậy con phải gọi ngài ba tánh, được một người phúc hạnh một người. Cuối cùng nếu chẳng nghe lời, mạng đành theo cuộc đổi dời biết sao. Việc cũng chẳng còn bao lâu nữa, biết lo xa mau sửa tốt hơn. Mở lòng làm phước làm nhân, sớm chiều cầu nguyện Phật thần độ cho. Có lòng thành khỏi lo Phật bỏ, người đành quên Phật có quên ai. Phật liền đứng dậy xòe tay, trong tay ánh sáng xẹt ngay tức thời. Sáng hơn ánh mặt trời mấy bực,
mát dịu không nóng bức chút nào. Phật rằng nơi cõi trần lao, hiền nhân khi bị lâm vào nạn tai, ánh sáng này liền bay tới chỗ, cứu cho người nạn khổ được qua. Dù người nát thịt tan da cũng lành mạnh lại như là khi xưa. Phật thường dùng thần cơ di diệu, kẻ khỏi nàng khi hiểu không khi không. Điện thường còn khó được trong, huống là điện Phật dễ hồng thấy ư. Ánh sáng này năng trừ tà quay, trong những khi hãm hại hiền nhân. Chúng sanh từng được hộ thân, nhưng đâu mấy kẻ nào từng biết ra. Ngài lập hội Long Hoa tại thế, ánh sáng này dành để cứu dân. Cứu qua cơn lửa bạo tận, cứu khi chuyển động âm thần khắp nơi. Hiền nhân chưa dứt lời khấn nguyện, ánh sáng này liền đến bên thân. Lẽ không sức lẽ nào hơn, chỉ trong nháy mắt xa gần tới nơi. Phật cho con hiểu đời sắp biên, để tiện bời nhủ khuyên đó đây. Phật liền tay chỉ vào cây, thân cây bỗng hiện rõ nay viết trần. Nào nước dưng, nào thân người chết, nào bệnh căn, nào phép yêu ma, nào là sâu bắt hùm tha, nào là giặc giả cửa nhà tan hoang, nào bom pha nổ vang trời đất, nào lửa hồng cháy lớp khắp cùng. Kẻ thầy ôm chiếu ôm mùng bồng, con bê cái có đùm có đeo, con đôi khát khóc kêu đòi bừa, mẹ túng cùng thắt cổ chết đi. Cũng còn lại có nhiều khi, mẹ cha nở giả ăn thì thịt con. Kẻ đã chết, người còn thoi thóp, đến các loài gia súc không còn. Ăn luôn củ chuối củ thơm, cành cây bụi cỏ không còn lá đeo. Lũ ruồi lằn đánh theo hơi thui, bay đầy đồng đầy bụi kêu reo. Nào thấy trôi tấp như bèo, kênh kênh quả quả ô diều mổ ăn. Nuôi nổ đá xoải văng chồng đông, đất liền khi không bỗng nứt ra. Tự nhiên chôn sống người ta, tay đầy những tiếng khóc la kêu cầu. Nạn ách đến thần sầu quỷ khóc, từ những nơi hang hốc đâu đâu. Nơi nào cũng có thảm sầu, nơi nào thần chết cũng bâu kéo vào. Ta vừa ngó vừa lau nước mắt, nếu như em vậy nhân vật còn chi. Cuối sinh lượng cả từ bi, ra tay độ chung qua khi tai nạn. Phật rằng hiện con đang xem đó, đến ngày kia sẽ có giống y. Đó là cuối hạ quân kỳ, cũng kêu là đại hội thi tại trần. Qua lúc ấy đời tân thành lập, lão ấu đồng hát khúc thanh bình. An nhàn nước
trị người minh, thân không bệnh hoạn dân tình sống lâu. Cảnh này kẻ hung đâu được gặp, toàn là người hiền đức tốt tươi. Nếu ai muốn được coi đời cũng nên ăn ở theo lời kệ kinh. Kính Tam Bảo lo gìn ngũ giới, ăn tứ trai thường lại bốn phương. Một lòng cái ác tùng lương, lo bề hiếu tử vịnh đường Phật nhi. Nhìn được việc quấy gì khó nhìn, làm được điều chân chánh khó làm. Việc hiền thì rất thích, ham điều hung thì giả chẳng làm chi vui. Thấy việc thiện như hồi khát nước, nghe điều hung như lúc điếc tai. Biết mình có lỗi sửa ngay, thấy người hữu đức hữu tài học theo. Thực hành được mấy điều đã nói, sẽ đáng người sống nổi đời sau. Vậy con kiếp kiếp mau mau ra đi khắp chốn kêu gào người tu. Ta cúi đầu dâng câu chỉ phán, Phật cho con thấy đặng sự đời. Con xin kể lại cho người mãi ra người có tình hồi được chăng. Sự màu nhiệm không ngần khó tỏ, không chịu tu biết thuở nào tu. Nay con như kẻ đã mù, Phật cho ngó thấy còn đâu vui bằng. Thấy nẻo khổ thấy đàn khoái lạc, cảnh giá cùng cảnh thật xem qua. Rõ ràng nơi cảnh ta bà vừa tâm hôi cũng vừa là khổ đau. Tuổi sông ngắn còn bao nạn ít, người ở ăn tanh cách tham gian. Không ai trọn hưởng thanh nhàn, nếu càng lanh sớm là càng rảnh thân. Phật rằng đúng như con đã nói, người sớm tu sớm toại tâm thân. Xuống lên nơi cõi hồng trần, chịu đường sanh tử chịu phần khổ lao. Bị làng sống nghèo giàu lôi cuốn, bắt đấu tranh bắt muôn hận thua. Lợi danh lo ban lo mùa, ái tình lo hốt lo vùa vào thân. Đi cặp với tâm trần ham hô, nào ưu sầu tay khổ muôn trùng mạng căng. Như đóa phù dung muốn ham, chưa thỏa kế chung vào hồn. Nếu để mắt mà nôm đích xác, công giả tràn xe các biển đông. Của tiền nhiều lấp cạn sông, người yêu đứng lớp cả đồng cũng thôi. Uổng công đổ mồ hôi nước mắt, vào tình yêu vào các lợi danh. Chỉ gây lấy tội vào mình, thân không trường hưởng hồn linh đỏ đài. Chỉ bằng lấy những ngày trụy lạc, lo tìm đường giải thoát trần ai. Đem đời ngắn đổi kiếp dài, đó là biết dũng trí tài phải nơi. Kẻ thông minh hoặc người ngu dốt, cũng nên tu lần chót này đây. Để xem được hội rồng mây, và trông cho biết phép tài thần tiên. Kẻo bấy lâu nghe truyền lời miền, mắt
chưa trong thật chuyện nhiệm màu, việc chưa tới bảo rằng lâu tới rồi, như xét ngang đầu khó toan. Vậy con nhớ khuyên hàng thiện tinh, rằng Phật không lời phỉnh ai đâu. Hãy mau cải hối quậy đầu, trễ qua cơ hội dễ đâu kiếm tìm. Việc hiếm có cổ kim khó gặp, gặp được nhờ cùng Phật hữu duyên. Tục phàm được quá thanh tiên, chúng sanh về Phật cùng nguyên hội này. Rớt hố thẳm được dây bìm săn, rơi sông sâu dơ đặng khúc phao. Ấy là hạnh phúc dường bao, ha không hoan hỷ bước vào Phật môn. Được người mến được hồn siêu rồi, gia quý cao gấp bội của tiền. Một người đạo quả đắc thiền lại, còn cứu được cứu ở quyền siêu thân. Đó chẳng khác như thuyền một chiếc, chở được nhiều người vượt qua sông. Phải là lợi ích lớn không, chẳng lo tu niệm con hồng việc chi. Thương qua đổi mới di cơ mật, khắp thế gian nên thức cơn mê. Này con trong cái ao quê, có nhiều hoa bóng u ê mặt mày. Nguyên nhân bởi gái trai trong đầu, tu nữa chừng dối tháo lời ra. Nếu không sớm sửa lòng tà qua, sao đến rủi thì là hết trong. Nếu ai có được lòng quan ai, khi xem qua đều phải châu rơi. Ước sao sớm thức được người, để qua trở lại tốt tươi như thường. Phật liền chỉ vào phương gần đó, bảo rằng con nên ngó xem qua, đúng như sự thật chẳng là hay. Lời Phật nói sai ngoa với đời, trông thấy qua nghe lời bi thiết. Khiến lòng ta chi xiết ngậm ngùi. Hoa tươi xem thấy rất vui, hoa xào càng ngâm lòng ôi càng buồn. Cây đã khô cây đương xào ua, cũng có hoa ươm nở rồi ngưng. Đúng như lời Phật đã phân, có nhiều thiện tính tinh thần đáng lui. Bỗng nhiên ta nghẹn lời xa lệ, một hồi lâu không kể ra lời. Phật rằng văn vật thành thời, dễ làm cho khắp mọi người say mê. Cùng kẻ quỷ theo về một lối, nếu tu hành bước thôi ra xa. Đã rơi lầm kế yêu ma, đáng thương nên thương tiếc biết là dường bao. Kẻ đang lầm dễ nào đánh thức, bởi họ tin rằng thật trăm phần. Họ ngơ lãng việc thánh thần, chỉ lo thật tài cho thân đủ đầy. Phật thương xót kẻ này vô hạn, họ khác nào mắt sáng kéo mây. Tự làm cho tri ngất ngây, chánh đường nỡ bỏ lại quay đường tà. Hạng này chẳng phải là một kẻ, mà đã đang rất có nhiều người.
chỉ là một nhỏ mực thôi, nhưng mà có thể lan trôi ra nhiều. Họ là kẻ đem nêu gương xấu, cho nhiều người tùng dấu đi sai. Vậy con cũng khá mau tay ra công, chẳng lại bớt lấy phần nào. Tuy rằng hoa đang xào đang ùa, nếu ăn nắng hoa nở trở nên tươi. Như khi dầu thấm tim rồi, ngọn đèn sẽ được lửa khơi mạnh liền. Tâm với hoa căn nguyên vốn một, hoa cùng tâm khi cốt tương ưng. Xem qua rõ biết tinh thần đang cơn hăng hái hoặc cơn thục lùi. Con còn bắt sụp sùi cảm động, huống Phật càng bi thống giường bao. Bị xa đọa một người nào lòng buồn hơn kẻ trần lao thất tình. Nay gần lúc giáng sinh trời đất, càng xót thương chúng mất thiện tâm. Đời này để bị nịch trầm kiếp sao, đọa chúng u thâm muôn đời. Ra cho bụi ra nơi cây cò, trong bụng lầy hoặc chỗ nhuốc nhơ. Ở trong thế giới mù mờ khổ sầu hơn từ bao giờ đã mang. Chúng không thấy trước đàn nguy hiểm, nên cứ vui ô nhiễm hồng trần. Thấy người sắp bị xa chân, lòng từ mau đến dắt lần cho ra. Vậy con kha nhớ qua lời Phật, đi đó đây gọi thức chúng sanh. Không phân cấp bậc giới ranh bắc nam đâu, cũng chỉ rành việc tu. Người đồng loại khuyên câu nhất thầy, kẻ khác nòi giải lẽ tương thân. Giàu sang nên giúp cơ bằng quan liêu, khéo xử cho dân được nhờ. Chớ mưu diệt đầu cơ hối lộ, đừng sanh tâm lan hổ hại người. Sự phận ngày ngăn tốt tươi, đáp lời dịu ngọt khi người hỏi han. Kẻ học thức giúp hàng ngu dốt, đừng buông lời cười cợt mỉa mai. Những người tuy đã lầm sai, có lời xin lỗi thứ ngay cho người. Ăn ở đúng theo lời hiền thanh, xét mình rồi xét hạnh của người. Xấu xa cùng việc tốt tươi, cả hai đều đáng cho nơi học hành. Tốt tươi thì lưu tình bắt chước, xấu xa thì biết trước lánh đi. Trên đời bất luận việc chi, cũng đều lợi ích nếu suy xét rành. Khéo dụng sự như anh thợ mộc, cây dài ngay đều được dùng xong. Tức là chuyến tội nên công, đổi điều quả trở phước hồng như chơi. Phật liền chỉ vào nơi vô đa, hiện ra thuyền bát nhã lớn lao. Hào quang chiếu rực rỡ màu, nhưng không có đáy thêm vào không muối.
Phật rằng thuyền ngược xuôi trên nước vẫn không chìm và được chạy mau. Thuyền này chừng đến ngày sau, trong khi sấm nổ nước trào dâng lên, nó sẽ chạy khắp trên các nước để vớt người nhân đức hữu duyên, đem về giữ hội Hoa Liên khỏi nơi khổ não xa miền trầm luân. Kẻ bảo ác xác thân trọng trượt, kéo lên thuyền cũng tuột chìm đi. Bởi thuyền do sức quyền di của chữ Phật tạo cứu nguy người lành. Phật liền chỉ vào cành bửu thọ, bỗng hiện ra tỷ hoa thần lung. Rất nên đẹp đẽ hình dung, hào quang ngũ sắc chói cùng khắp nơi. Phật rằng chừng cả trời lửa cháy, nó nuôi ra cho sắc chảy thành bùng. Tức thời tùy hóa thần lung, hiện ra to lớn bao trùm hiền nhân. Khỏi thiêu xác trong rừng lửa đỏ, mát mẻ như hưng gió mùa thu. Những người bảo ác không tu, đứng ngoài lòng phép dễ đâu được vào. Cấp bông phía lửa ào phủ xác, thân tiêu ra cho mạc tức thì. Phật dù lòng rất từ bi, cũng không thể cứu vô nghị bất lương. Khi nghiệp đến không phương đào tàu, luật trả dây khó dấu dung ai. Vậy con khéo dụng lời ngài để khuyên ba tánh khéo dày không tu. Lời Phật chẳng sai đâu chớ ngày, đời sắp tàn dài đại sao xong. Khá đem vàng nén bạc đồng, làm điều nhân ấy trừ sống tai nạn. Kẻ bo bo đeo mang tiền của, chỉ hại thân đâu có ích chi. Những phường trộm cướp gian phi, bức cường lấy hết rồi thì tay không. Ân chẳng có mang lòng ích kỷ, thác sẽ làm ngã quỷ tanh hôi. Phải chăng là việc ngu đòi vật, không giữ được cứ ngồi bo bo. Vậy con khá bảo cho đời biết, lo tu mau kẻo việc không rồi. Tới đời đất hỡi trời ôi, đông tây nam bắc ôi thôi tưng bừng. Vật già lớn chưa từng ngó thấy, chúng dùng nhiều khi giới kinh thiên. Làm cho đất động trời nghiêng, sanh linh chết chóc muôn thiên khó lường. Thầy lấp giáp bình dương biển lớn, máu trôi đầy khắp chốn cùng nơi. Còn chi mạng số người đời, nếu không trường phước khó ngồi thế gian. Phật thấy rõ mỗi đàn hư thiệt, nên dùng lời chỉ quyết chúng sanh. Khá tin để sớm tu hành cứu thân, và được đổ lành mẹ cha. Việc sắp cuối ngâm nga sao kịp, phải quyết tâm thi thiết liền khi.
một lòng nuôi chí từ bi xô đùa tất cả những gì bất lương. Nguyện một kiếp Tây Phương đến chung, phá chư ma trừ hỗn loạn tâm. Quyết không chịu kiếp luân trầm, dầu sao cũng quyết lối âm giữa kề. Đã rõ biết sự mê là khổ, nên phải lo giác ngộ chân tâm. Lấp bằng các hố sai lầm, để cho kẻ mến người tầm học theo. Chớ để già ôm đeo việc ác, khiến mọi người bài bác khinh khi. Gia danh hiện chẳng còn gì, chết rồi hồn chịu lắm khi đọa đài. Đầu thai cõi trần ai đau khổ, chịu ngu khờ ở chỗ cơ nguy. Từ sanh cho đến chết đi, không ngày nào được hưởng gì sướng vui. Sống trong cảnh nặc mùi thảm khổ, khiến lắm người phúng nhổ gốm ghê. Chúng sanh vì quá còn mê, chỉ lo hiện tại quên bề vị lai. Nay sung sướng ngày mai khổ nào, mối oan khiến nghiệp bao không lầm. Một giây phải trả thiên trăm, cũng là tự đắc cho rằng khôn ngoan. Phật trông rõ mọi đàn chân già, rất xót thương lòng giả người mê. Làm hung tuy hiện vinh quê, nhưng sau này chịu trăm bề gian lao. Sự khổ nhục khác nào dòi tựa, ăn bám đồ kẻ mưa người chê. Càng nhìn vào cõi trần mê, lòng càng quặn thắt không hề thấy vui. Bởi thương chung đang vùi bụi cát, lòng từ bi rào rạc lo âu. Cho nên mới dùng phép màu, gọi con về có dạy câu tu hành. Chỉ cho biết ngọn ngành thời sự, lành ra sao còn giữ ra sao. Cho con hiểu rõ âm hao, để khi thức giấc kêu gào chúng sanh. Nếu trễ ắt tan tành tất cả, cơ biến thiên sự đã định rồi. Chỉ trong một phút một hồi, năm châu nhân loại thân ngồi không yên. Ráng niệm Phật ráng hiền tâm tình, ngày hai thời cuối kính bốn phương. Đến chừng có đại hòa ương, sẽ nhờ từ lực khỏi đường thiết tha. Phật chẳng nói sai hoa khá liều, liều cho thân khỏi chịu lao lung. Đừng chờ đến tiếng nổ đùng pháo kia ra xác, còn dùng được đâu. Sao rốt hết trong bầu thế giới, có thứ ma tên gọi thọ khâu. Ở trong quả đất từ lâu, chừng ni nó mới bắt đầu thêm quay. Nó có khép biển loài biến vật, tánh thường hay đố tật khắp người.